Xin chào toàn thể mọi người, tôi Hữu Vương, nhân viên truyền thông của công ty thiết kế nhà Chadwick. Và ngày hôm nay thì như số trước thì chúng tôi đã nói thì hôm nay chúng tôi sẽ quay lại để kiểm tra tiến độ công trình mà chúng tôi đang thi công trọn gói. Hiện tại thì đây đang là công trình của anh Chu Văn An, có địa chỉ tại khối phố Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì công trình đang đến công tác là lắp dựng cốt thép móng. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng vào để kiểm tra đội thi công hiện tại ở công trình chỗ nhà anh An ở đây cùng với Chadwick chúng tôi, để xem là tiến độ cũng như là kỹ thuật ở đây thì chúng tôi đã sử dụng cái nguồn nhân lực như thế nào. Xin mời các bạn hãy cùng đi vào trong. Xin chào anh Hùng. Chào anh Thái. Vâng, như các bạn đã biết rồi thì anh Hùng ở đây là trưởng phòng thi công của chúng tôi, thì hôm nay cũng cùng chúng tôi qua đây kiểm tra. Còn anh Thái là kỹ thuật chính trong công trình nhà anh An ở đây. Và anh Thái có thể giới thiệu qua là trên công trường hôm nay thì bao gồm là nhân lực cũng như là công tác thì mình đang hôm nay đang làm những gì anh nhỉ? Bên chỗ tôi đang có 6 nhân công đang bắt đầu ra thi công lắp đặt cốt thép. Và cốt thép thì ở đây có 2 dầm chính. Hai dầm dọc chính và 5 dầm ngang. Dầm ở đây thì mình đang sử dụng là dầm móng ở đây thì đang là phi 20 hết đúng không anh? Vâng, đúng rồi. Đọc phi toàn phi 20 sắt Hòa Phát. Và dầm là 30 50. Dầm 350 chứ đúng không nhỉ? Gồm 6 cây phi 20 đúng không? Vâng, 3 trên 3 dưới. Và cái kích thước, cái dài rộng, cái bề rộng thì là 5m rồi đúng không? Vâng. Bề dài ở đây thì hiện tại cái lô đất đang là 20m nhưng mà chúng ta không xây dựng hết. Thì như xây dựng đến tại vị trí ngoài này là 15m31. Và tại vị trí đầu này thì là đang là 14m. Thì như thế thì chúng ta đang bị hơi dở thép trong việc là cắt cây thép đúng không? Vâng. Rồi, thì thép đai đây thì đang sử dụng phi mấy anh nhỉ? Đai mình đang làm là phi 8. Phi 8. A150 đúng không? Vâng. Tại các đầu dầm thì chúng ta A100 đúng không ạ? Rồi thép đài ở đây thì đang sử dụng phi bao nhiêu nhỉ? Phi 14 anh ạ. Phi 14. Các đài ở đây thì đang có kích thước như nào anh? Đa rất là A15. Rồi, A15, A150 hết đúng không? Thấy có đài là 700 nhân với 1 mét hoặc là mét 2 nhân mét 2 đúng không? Vâng. Có là gì là 700 nhân 700. Đấy. Đấy thì tùy thuộc vào công năng thì bên kết cấu thì chúng tôi đã sắp xếp như thế. Còn bây giờ thì xin mời các bạn hãy đi tới một số cái lưu ý mà trong cái buổi thi công ngày hôm nay muốn chia sẻ đến các bạn để khi mà thi công móng cọc. Thì nhân tiện ngày hôm nay đến cái móng cọc này thì tôi muốn chia sẻ thực tế. Giống như chia sẻ ở trong phòng thì rút như kinh nghiệm cho mọi người thì cũng đã chia sẻ nhiều rồi. Nhưng hôm nay thì tôi muốn chia sẻ thực tế tại công trường mà chúng tôi đang thi công đấy luôn. Đây như các bạn thấy này. Cái đài móng này đang có kích thước là 1m2 x 1m2. Và hiện tại thì đang sử dụng là phi 14 A150. Đây, trên dưới. Thì các bạn nhìn thấy thì cái đài này vuông nên là chúng ta đặt lớp thép nào trên, lớp thép nào dưới đều được. Đấy. Và mỏ ở đây hiện tại thì đang mỏ 30 phân các bạn nhé. Mỏ 30 phân. Thì sau sẽ có một lớp úp xuống nữa. Còn cái tiếp theo đó là thép cột ở đây. Thép cột ở đây đang để dâu chờ cho các bạn nhìn thấy này. Dâu chờ là 40 phân. 40 phân và với việc là cái bê tông đầu cột này thì đang để tròi từ 5 đến 10 phân. Thì ở đây thì đang khoảng là 8 phân thôi. Thì các bạn lưu ý một số nhà dân thì thấy sai rất là nhiều về cái vấn đề này. Đó là khi chúng ta đổ lót xong là nó sẽ bằng với cái mép đầu cột này. Như thế thì hoàn toàn đài sau này nó chỉ nằm trên dâu thôi. Thì về cái độ chắc chắn thì nó sẽ không bằng khi mà nó ôm cả được vào cái đầu cột như thế này. Đấy. Và sau khi mà đan xong cái lớp dưới cũng như đi dầm thì chúng ta sẽ phải bẻ chếch cái dâu này ra chếch tới 45 độ. Thì để tăng cái diện tích tiếp xúc ở trong cái phần đế móng. Đấy. Đó, đó là có phần cột này, phần đế này. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến phần dầm. Phần dầm thì như các bạn thấy này. Đối với dầm thì đa phần là chúng tôi làm nếu như mà công trình không có thiết kế thì chúng ta sẽ chỉ bẻ mỏ lớp bên trên thôi. Đấy, nhưng mà ở đây thì chúng ta đang bẻ mỏ hai lớp. Thì đảm bảo được cái độ chắc chắn hơn rất là nhiều. Đây, bẻ mỏ thì mẻ mỏ 30-30 với lớp trên và lớp dưới. Đấy các bạn nhìn thấy này. Với việc bẻ mỏ này thì sẽ khó thi công hơn cho chúng ta, nhưng mà nó đảm bảo độ an toàn hơn. Ngoài tải trọng dồn ở trên xuống thì nó còn cái phản lực dồn ở dưới lên. Nên mục đích của việc bẻ dâu chờ này sẽ là tăng cái độ neo của cốt thép trong bê tông. Và với việc được các bạn làm đúng theo tiêu chuẩn này thì nhà của chúng ta được đảm bảo nhất. Đấy. Khi mà nhà chúng ta gần mặt đường hay là những cái nơi mà tải trọng nó có cái địa chất nó không ổn định thì chúng ta nên làm như thế này để đảm bảo cái móng của chúng ta chắc hơn. Đấy. Còn đối với cái đai dầm ở đây thì đang sử dụng là phi 8 với các đầu dầm đây thường là A100. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 5 đai. Đấy. Và tiếp theo ở đây sẽ là đai A150 đều hết đi ra bên ngoài. Các bạn có thể nhìn thấy. Thì cái điểm lưu ý của cái dầm này
thì nó sẽ nằm ở vấn đề nối thép. Như các bạn biết thì một cây thép thì sẽ có chiều dài là 11m7, và với cái dầm này thì nó đang có chiều dài là 15m31 các bạn nhé, 15m31 thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải nối rồi. Vậy bây giờ nối ở khoảng nào và nối ở miền nào thì các bạn hãy cùng tôi xem cái khoảng nối ở đây. Đây, và như các bạn thấy đây thì với việc là cái chiều dài dầm như thế thì bắt buộc là cây thép của chúng ta phải cắt, cộng với việc làm bẻ mỏ thép nữa thì làm cây thép của chúng ta bị nhỡ. Và nối ở đâu thì để cho các bạn nắm rõ hơn được, thì đối với cái thép dầm lớp trên nó giống như thép dầm sàn vậy, thì chúng ta sẽ nối ở giữa dầm, vì giữa dầm lực ít nhất thì chúng ta sẽ nối ở giữa dầm đấy. Còn đối với thép ở bên dưới này thì chúng ta cách tốt nhất là chúng ta nối ở hai đầu dầm, nhưng mà vấn đề ở đây thì là cây thép nó có thế thôi, nên là chúng ta sẽ bắt buộc là vẫn phải nối một cây ở bên dưới đấy. Đảo ngược sang vị trí bên kia thì lại còn dính hai cây bên dưới nữa cơ, nhưng mà cái đấy là cái bắt buộc mà chúng ta sẽ dính trong cái quá trình thi công rồi đấy. Thì với nối thì các bạn ở đây, ví dụ đây là thép phi 20 thì 30D sẽ là 60cm, các bạn nhìn này, 60cm này đó, 60cm thì trong cái khoảng nối này, thì trong cái một cái vị trí nối thép thì sẽ không nối vượt quá 50% số thép, tức là ở đây sẽ 6 cây thì chúng ta không nối nhiều hơn 3 cây, chỉ tối đa là 3 cây thôi các bạn nhé. Các bạn thấy này, 1, 2 này, 3 cây. Và đối với bên kia thì nó sẽ ngược lại như thế. Và các bạn lưu ý một chút. Và trong trường hợp là nhiều khi là cái này nó không đủ 30D, nó hụt một chút chẳng hạn, thì chúng ta vẫn phải chấp nhận. Đấy, thì chúng ta sẽ tăng cái đai nó dày ở vị trí này lên, thì để giúp cho cái dầm tại vị trí mối nối của chúng ta nó được tốt hơn. Đấy. Như vậy là vừa rồi thì chúng tôi cũng đã kiểm tra về cái công tác cốt thép làm móng chỗ nhà anh An, mà anh Hùng cũng đã kiểm tra, và chỗ anh Thái đây là người phụ trách chính. Thì những cái công tác ở đây thì chúng tôi đều phải đảm bảo những cái yêu cầu về kỹ thuật cũng như là tiến độ của công trình đã đề ra. Đấy. Và dựa vào đó thì chúng tôi đã có những cái chia sẻ mà muốn cho mọi người biết được khi mà xây dựng ngôi nhà nhà mình, để làm sao tránh mắc những cái lỗi khi mà chúng ta đan cốt thép hay là đi cốt thép, làm sao cho nó đúng. Và tiến độ nhà anh An ở đây thì như hôm trước tôi đã giới thiệu là 2 tháng 15 ngày, và chúng tôi sẽ cố gắng theo sát cái tiến độ để cho mọi người theo dõi được công trình, và mọi người có thể nắm rõ hơn cũng như là rút ra thật là nhiều kinh nghiệm để khi mà xây dựng nên ngôi nhà của mình. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái video ngày hôm nay. Đừng quên đăng ký và cho chúng tôi một like để lấy động lực chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Chất Uy chúng tôi luôn luôn nhận thi công trọn gói quanh 63 tỉnh thành để giúp xây dựng nên cho các bạn những ngôi nhà đẹp. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.